Cũng trong thời gian gần đây thì một số người dân ở các tỉnh thành phố liên tục nhận được các cuộc gọi yêu cầu là phải cập nhật số bảo hiểm xã hội, cập nhật sổ bảo hiểm xã hội. Thế nhưng mà thực chất thì đây là những cuộc gọi lừa đảo. Thậm chí nếu như người nhận điện thoại mà không làm theo thì còn bị các đối tượng chửi bới đe dọa nữa. Và từ những thông tin phản ánh của khán giả thì phóng viên của VTV đã đi ghi nhận thực tế, đồng thời cũng làm việc với cơ quan bảo hiểm để xác thực những nội dung có liên quan này. Những ngày qua, người đàn ông này thật sự bất an vì có quá nhiều cuộc điện thoại tự xưng là người của bảo hiểm xã hội yêu cầu ông có mặt tại trụ sở bảo hiểm để cập nhật lại thông tin. Em tên là Nguyễn Văn Quý, là mà làm ở phòng quản lý hồ sơ của bảo hiểm xã hội ở quận 12 mình á. Bây giờ anh đã biết cách cập nhật trên ứng dụng điện tử VTID của bảo hiểm xã hội để lấy mã xác nhận hồ sơ chưa? Nếu mà anh ra không có mã xác nhận thì bạn em cũng không hỗ trợ được cho mình á anh. Các đối tượng yêu cầu ông phải cung cấp mã định danh, số sổ bảo hiểm xã hội qua một đường link do chúng tạo ra. Điều này khiến ông nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo. Mình cũng đi làm suốt rồi nhiều lúc cũng nghĩ là đấy là thật. Nhưng mà sau cuối cùng là người ta nhủ mình kết bạn một cái Zalo nào đó rồi bắt đầu gửi cho một cái đường link để cho mình ấy, rồi sau lại đọc ngược cái số đó thì mình nghĩ là theo như tôi nghĩ là lừa đảo rồi. Tại tỉnh Đồng Nai, người dân cũng thường xuyên nhận được cuộc gọi thông báo cập nhật lại sổ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, những ai cảnh giác, nhận ra các cuộc gọi đó có dấu hiệu lừa đảo, không làm theo liền bị các đối tượng chửi bới, đe dọa. Người gọi một hai lần thì nói chuyện một hai câu là biết là lừa gạt rồi nên hả tắt máy không nghe nữa. Hù dọa là nếu cô mà không nộp tiền cho thì tôi cũng cho đi tù. Phóng viên đã làm việc với lãnh đạo của cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh và được xác nhận là không có chủ trương gọi điện thoại cho người dân để cập nhật thông tin. Chúng tôi không có chủ trương gọi điện thoại đến từng người dân đề nghị họ cập nhật điều chỉnh thông tin trên các hệ thống ứng dụng, không yêu cầu người dân phải kết bạn Zalo, không yêu cầu cung cấp mã OTP. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cũng thông tin nếu người dân có nhu cầu cập nhật sổ bảo hiểm xã hội thì liên hệ trực tiếp đến bảo hiểm xã hội ở các quận, huyện hoặc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể.